Em test cái con đờ lông này lên cho anh khách nhé, con giải mã lên cho anh khách nhé. Đây sẵn tiện em có cái đĩa đây nhé, thì em cho nó vào để xem cái tốc độ của nó, xem là nó đọc nhanh hay chậm nhé, để anh xem nhé. Đấy. Rồi, ok, đĩa vừa cho vào rồi nhé. Đấy. Đĩa nhài nó gọi là rất nhanh hay gọi là cực nhanh. Thế nhưng mà những cái dòng MD này em nói luôn là những dòng này gần như rất khó để chữa nhá. Cho nên những dòng mà MD này là không không bảo hành. Đấy. Đấy, đây, tiếng nó đang lên đây. Em chuyển qua để cho nó chạy giải mã nhá. Em sẽ đấu giải mã nhá. Ok, em bỏ cái đĩa này ra nhé. Em sẽ test cái chức năng giải mã nhé. Chức năng giải mã ở đây nhé, thì mình sẽ ấn vào cái, mình sẽ phải ấn vào có nút OTP đây nhé. Đấy, OTP đây này. Phải đúng OTP này nhá, quý vị lưu ý nhá, phải ra đúng OTP, còn nếu mà cái cổng khác thì không được đây nhá, ví dụ cổng tab này không được. Đấy. Phải ấn AUX cũng không được nhá. Đúng OTP là quang nhá, nó có viết tắt là optical. Đấy. Đấy, ok, nó sẽ ra công suất rồi nhá, ra hai loa rồi. Bây giờ em sẽ cho nó chạy ra âm ly để ra gọi là ra đường giải mã đằng sau ra âm ly nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ vận nhỏ cái này đi nhá. Em sẽ vận nhỏ để hết tiếng luôn. Đấy. Đấy. Và em đã cắm cái đường vào âm ly này rồi nhá. Đấy. Đấy, em chuyển sang cái khác thì là âm ly kia cũng không thể chạy được nhá. Đấy, bởi vì nó cổng quang vào đây, em chuyển sang cổng khác thì không có tín hiệu cấp vào cho thằng âm ly. Chính là cái tín hiệu AV ra để đi vào đằng sau nhá. Đấy, đây quý vị xem đây nhá, đây cổng quang vào đây, cổng quang cắm vào đường trên này nhá. Đấy, cổng out ra đây, out ra đây sẽ đi vào âm đi đằng sau đây. Đấy, đấy quý vị thấy chưa. Đấy, đây này. Đấy. Đấy, ok nhá. Như vậy là giải mã là em cũng đã test rồi. Và đấy, công suất công sao em test luôn rồi nhá. Quý vị lưu ý nhá, cái này quý vị lưu ý nhá, cái công suất này nhá, quý vị lưu ý đừng để nó chập nhá. Công suất con này này, chập là nó sẽ có thể không lên điện. Và lúc đấy thì không, máy sẽ không hoạt động. Thường khi chập công suất 90% là các máy nó sẽ bị ngắt điện nhá. Đấy, có một số máy thì chập công suất thì nó sẽ chết một bên, hoặc là nó sẽ ngắt một bên, hoặc là nó sẽ ngắt cả hai nhưng điện nó vẫn lên. Nhưng mà rất nhiều máy là chập công suất là máy không lên điện luôn nhá, cứ bật là nó lại lên, nó lại tắt đi. Quý vị lưu ý nhá. Đấy, cho nên là công suất các thứ là phải hết sức cẩn thận. Bây giờ em đến tiết mục là cho cái đĩa này vào một tí xong rồi đấy, cho nó chạy lại thêm đấy. Nào chuyển sang MD đây.
mắt nhận nhanh hơn cả thao tác. Em đánh bài nhá. Đấy. Đấy, cũng một phát ăn ngay luôn. Em đánh phát lửa nhá. Đấy, làm phát lửa là. Liên tục là rất nhiều bài luôn đấy. Đấy, ok nhá. Đấy, em test như vậy rồi đấy, anh xem nhào thì có gì cứ alo ngay cho em nhá. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.